Chào bà con Nhật Bản, chào mừng bà con Nhật Bản đến với kênh YouTube Vinh Heo Rừng ha. Thì hôm nay tôi có chuyến bắt heo ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Thì do đường không vào xe tải được nên chúng tôi kéo lồng vô nhà dân các bạn. Rồi chúng tôi đã đến chỗ khu vực chuồng heo các bạn. Rồi đây là heo Bắc, thì trọng lượng hơi lớn. Bây giờ thì chúng ta ra ngoài cân lồng rồi mới bắt heo ha. Rồi Thì cái trọng lượng lô heo mà heo vô thông thường lồng. chúng tôi xuất cho hộ nuôi trong cái Trọng mùa lượng thôi mưa bão với mùa dịch này á là khoảng tầm từ 15 cho tới 25 kg. Thì do cái hộ nuôi này sức heo hơi lớn nên mà đường đi cũng hơi khó nữa nên hết heo sức là lâu các bạn. Thì cái số ký mà chúng tôi xuất thường thường là từ 10 kg cho đến dưới 40 kg, mà do khó khăn trong vấn đề sức heo thịt của các nhà hàng cũng như quán ăn á thì chúng tôi sức heo hiện tại cũng tầm từ 15 cho tới 25 kg. Đó là cái trọng lượng mà dễ sức bán nguyên con cũng như là xẻ thịt cũng được. Hộ nuôi này cho biết thì ở nhà thì chị cho heo ăn chủ yếu là cám với chuối cây. Thì do cái huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang cũng có nhiều loại trái cây á như là ổi, xoài rồi mít, thì chị cũng thường ăn, thì chị cũng thường xuyên cho heo ăn các loại trái cây đó mà dạt ra bỏ đó để cho heo có thêm thức ăn phong phú hơn. Thì đó cũng là cái nguồn thức ăn mà chúng tôi khuyến khích các hộ dân nên tận dụng để tiết kiệm chi phí, như là mình có cái thức ăn gì thì tận dụng để nuôi con heo rừng đó. Thì ở miền Tây mình có nhiều chuối cây, lục bình, rau muống đó thì mình có thể cho heo ăn, cũng như là một số loại trái cây dạt như là mít, xoài, ổi, thì có thể là chuối nữa, trái chuối để cho heo ăn, cũng tận dụng được cái nguồn phụ phẩm trong nông nghiệp. Thì do là cái mùa mưa bão cũng như là cái dịch Covid á thì cái trọng lượng sức heo của công ty hiện cũng không có lớn lắm, khoảng 15 đến 25 kg thôi. Cân heo Còn là như bao bình nhiêu thường lớn? thì chúng tôi vẫn xuất cho hộ dân cái lứa heo thịt là khoảng tầm từ 10 đến dưới 40 kg. Đó là cái trọng lượng cơ bản. Nhưng mà cái khuyến khích hộ nuôi có thể xuất tốt nhất là khoảng tầm từ 20 đến 30 kg. Thì đó là cái tầm nuôi heo có thể đạt thời gian nhanh hơn cũng như là có thể hồi được cái số vốn cũng như lợi nhuận mình nhanh hơn. Bà con và các bạn sau khi xem xong video thì có ý kiến đóng góp thì hãy gửi lại phần bình luận để công ty chúng tôi tiếp thu những ý kiến đóng góp và hoàn thiện hơn. Để công ty chúng tôi tiếp thu những ý kiến đóng góp và ngày càng hoàn thiện hơn về các sản phẩm video mà trên kênh YouTube. Thì bà con và các bạn có nhu cầu muốn nuôi heo rừng thì hãy liên hệ qua số điện thoại bên dưới màn hình ha. Công ty chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin về mô hình nuôi heo rừng mà công ty chúng tôi thực hiện ở 13 tỉnh miền Tây Nam Bộ. Cũng trong ngày thì chúng tôi có xuất heo cho hộ nuôi ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Đây là hộ nuôi đã nuôi ba nái một đực trong cũng khoảng 6 tháng rồi. Thì bây giờ anh xuất heo lứa đầu tiên. Và sau khi xuất lứa này thì anh cũng nhập thêm 4 nái bầu. À, chúng ta cùng nghe ý kiến của anh nhé. Đặc điểm riêng biệt còn của các vùng quê ở miền Tây mình là đường đi thường nhỏ, xe tải cũng khó vô các bạn. Thì xung quanh đây trồng rất là nhiều mít này. Mít cũng tận dụng được để nuôi heo rừng các bạn. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại bà con và các bạn ở các video tiếp theo.
Được, hai ông công ty mình chung nghe ok vậy. Dạ rồi em cảm ơn ha. Dạ thì em thấy trong quá trình nuôi á thì nhân viên bên em á có hỗ trợ nhiệt tình cho mình không anh? Ví dụ khi mà em Có có chung trục trặc hay khúc thì mắc gì á, có hỗ trợ có nhiệt đội ngũ bên kỹ thuật với bên anh Vinh này kia hỗ trợ tận tình lắm, gì không biết hỏi mà anh tư vấn anh trả lời giúp đỡ nhiều lắm. anh? Dạ. Dạ. Hình như là em cũng thấy thông tin là cách đây mấy bữa là bên em xuống thu mua heo của mình phải không anh? Mới bắt qua đi. Dạ. Thì mấy cái anh mà nhân viên bên em á xuống thu mua heo cho mình á thì anh thấy mấy ảnh có vui vẻ nhiệt tình không anh? Được, anh nói chuyện cười giỡn vui vẻ, em đầu khiên đầu tiếp nói chung anh em cũng nhiệt chơi vui với đó chứ không có vậy. Dạ. Em muốn hỏi thăm á để tham khảo ý kiến của hộ dân mình như thế nào để bên em ví dụ có sơ suất gì thì bên em rút kinh nghiệm lại anh để hoàn thiện. Ok, không có gì ạ. Dạ, rồi em cảm ơn cưng nhiều nha anh. Dạ, cảm ơn chị ạ. Dạ, anh chào anh.